thần đèn hôm nay đã mang cho bạn điều ước chưa? Hay là đã bay màu rồi? Đó là một câu cà khịa trên thị trường hiện nay rất là sôi nổi liên quan đến một cái app thanh toán. Đó là app My Aladdin Z. Ngày xưa thì thần đèn Aladdin á sẽ ban phát những điều ước và biến những ước mơ thành sự thật. Ngày nay những người kinh doanh app Aladdin biến những khoản thanh toán, những khoản tiền của những người dân trở thành những khoản đầu tư có lợi nhuận cao. Và rất là nhiều người đổ xô vào sử dụng app này thông qua những lời quảng cáo có cánh. Nhưng thật sự thì có bao nhiêu người đã thành công, có bao nhiêu người đã nhận được những lợi ích thật sự từ cái app này mang lại? Hay đó chỉ là những quảng cáo bông đùa và những chiêu trò có sự sắp đặt cả? Ngay cả những buổi lễ diễn ra trao giải thưởng cho một cá nhân nào đó có một cái thành tích xuất sắc khi sử dụng cái app này và đem lại lợi nhuận cao, ví dụ như được thưởng một chiếc xe này, một chiếc xe kia, thì cũng chỉ là một sự sắp đặt, thuê người, dàn dựng người, hoặc thậm chí là những người nằm trong nội bộ của việc phát triển app này đứng ra để diễn xuất, để trở thành một người, một nhân chứng sống, khiến cho những người dân khi chứng kiến cảnh này đều cảm thấy hứng khởi. Chúng đánh vào lòng tham của con người để làm gì? Để mọi người tin tưởng và mọi người đổ dồn tiền vào trong cái app này. Như thế, không cần làm gì, bọn chúng vẫn có thể trở thành một vị thần đèn vĩ đại. Một câu hỏi đặt ra là app My Aladdin Z này có phải lừa đảo hay không? Câu trả lời đó sẽ được nằm trong video lần này. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Những bạn nào đang xem clip này thì hãy tải ngay app My Aladdin Z về đi. Bởi vì như vậy các bạn sẽ dễ dàng nạp một cái khoản tiền vào trong đó và chờ đợi ngày thần đèn chiếu sáng các bạn và cho các bạn một điều ước trở thành hiện thực. Xin lỗi, tôi nói sai. Các bạn biết không, app My Aladdin Z này giống như một cái app thanh toán. Nó kết nối giữa người bán hàng với người mua hàng lại, tức là khách hàng đó các bạn, chủ cửa hàng với khách hàng, và nó đứng ở trung gian để nó ăn tiền lợi nhuận và phân chia. Trong cái app này, người ta quan tâm đến một cái câu chuyện, đó là đồng game, tức là ngọc. Và đồng game trong app này không được xem là đồng tiền hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việt Nam không công nhận đối với dạng đồng tiền này, và dạng đồng tiền này giống như một đồng tiền ảo nha các bạn. Những người sử dụng sẽ phải nạp vào một cái khoản tiền trong cái app này ngay từ lần đầu tiên nếu muốn sử dụng, tức là phải nạp khoảng 100 đô tương đương với 2.4 triệu đồng Việt Nam. Và theo như những lời giới thiệu quảng cáo từ những người phát triển cái app này, là những leader, là những người sáng lập, là những ông chủ tỷ phú trong lĩnh vực này, họ nói rằng một game sẽ bằng với 1 đô, tức là bằng 23.000 đồng Việt Nam. Nghe phi lý không các bạn? Họ tự mặc định là như vậy trong cái thế giới của họ, một cái thế giới thần đèn mà chưa được ai công nhận. Và cái app này có rất là nhiều tiện ích nha. Các bạn có thể thanh toán rất là nhiều lĩnh vực, ngay cả mua xe, mua nhà, mua đất, mua một điện thoại di động, hay là thanh toán tiêu dùng vân vân. Thậm chí là các bạn có thể đầu tư một cái khoản tiền, nạp tiền vào để mua cái khoản game, sau đó bán và quy đổi ra. Nghe thật là hấp dẫn. Và có một cái lời quảng cáo họ cho rằng là khi mà các bạn sử dụng app này thì bất kỳ cái giao dịch nào của các bạn cũng có thể được hoàn tiền lên đến 80%. Nhưng đó không phải là tiền mặt mà đó là đồng bond các bạn. Vậy bonds và game khác nhau như thế nào? Thật ra đó cũng chỉ là những câu từ những đơn vị mà những cái người phát triển cái app này họ đặt ra thôi các bạn. Theo như tìm hiểu của Phúc thì một game nó sẽ bằng với một bond. Trong những giai đoạn đầu như thế này, khi mà các bạn nạp tiền vào để mà các bạn mua game á, rồi các bạn muốn đổi từ game ra bond á, thì nó sẽ đổi hoặc lên khoảng là 5-6 lần, thậm chí là 10 lần gì đó. Nói chung là lợi nhuận rất là cao và rất là nhiều người đã đổ xô vào bởi những cái lời giới thiệu này để thanh toán cho những cái dịch vụ khác và làm giàu cho những người phát triển cái app này. Nhưng mà người dân của chúng ta không cảnh giác một câu chuyện rằng 80% mà các bạn được hoàn trả lại đó, nó sẽ được thanh toán như thế nào. Nó không trả cho các bạn một lần mà nó cũng không trả tiền mặt cho các bạn đâu. Nó sẽ trả cho các bạn như thế nào? 180 ngày đầu tiên thì nó sẽ trả cho các bạn là 0.2%. Sau đó hết 180 ngày, tức là kể từ ngày 181 trở đi, các bạn sẽ được hoàn trả lại 0.1%. Như vậy thì biết đến bao giờ chúng ta mới có được 80% hoàn tiền lại các bạn? Còn lâu. Còn lâu. Và cái app My Aladdin Z này nó có nhiều cách thức hoạt động lắm các bạn. Nó có cách thức hoạt động cho khách hàng nè. Thậm chí khách hàng nạp tiền vào thì khách hàng sẽ có lợi như thế nào. Rồi chủ cửa hàng khi mà liên kết với nó thì nó cũng sẽ có những cái lợi ích như thế nào. Thậm chí là những người không phải là khách hàng, không phải là chủ cửa hàng, nhưng mà người ta muốn đầu tư một khoản tiền thì người ta cứ nạp tiền vào trong cái app này, mua game, sau đó từ game chuyển đổi thành bond, và chúng sẽ cho chúng ta hưởng được một cái khoản chênh lệch nào đó. Nhưng lâu lắm các bạn à. Là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đồng tiền đó nó không quy đổi thành tiền mặt. Nhiều người đặt ra một câu hỏi rằng là app My Aladdin Z này có phải là một hình thức đa cấp hay không? Có đó các bạn. Bởi vì những nhà phát triển của cái app này á, được xây dựng theo mô hình tam giác từ trên xuống dưới, chia làm 15 cấp bậc. Những cấp bậc trên sẽ ăn chia phần trăm theo tỷ lệ hoa hồng khi mà cấp dưới của mình giới thiệu người khác vào. Thậm chí là người này giới thiệu người kia vào thì họ vẫn có nhận được một sự chênh lệch. Nó chẳng khác nào đối với mô hình đa cấp truyền thống. Và thực tế thì mô hình đa cấp không hề xấu các bạn. Mô hình đa cấp giống như một cái chiến lược kinh doanh lâu dài được nhà nước thừa nhận. Nhưng
thừa nhận khi mà chúng ta đăng ký kinh doanh. Đăng ký có giấy phép kinh doanh theo phương thức đa cấp hẳn hoi nha các bạn. Và để hiểu rõ về cái phương thức đó thì Phúc có một cái link, một cái video về chia sẻ về kinh doanh đa cấp ở trên đây, các bạn có thể xem. Quay trở lại thì các bạn hình dung á là ví dụ như ông A ổng tìm được hai người tham gia vào cái app này thì cấp trên của ổng là ông B có thể sẽ nhận được cái phần trăm từ việc tham gia của hai người mà ông A đã giới thiệu vào. Bên cạnh đó ông A cũng nhận được phần trăm từ những cái người này tham gia vào và những người này tiếp tục là giới thiệu những người khác tham gia vào. Cứ như vậy nói đuôi nhau, mọi người khi tham gia vào thì phải nạp tiền vào, cứ như vậy nạp tiền vào mà không rõ công việc của mình là gì. Chúng gọi đó là đầu tư đó các bạn. Và theo như một cái tư liệu quảng cáo về My Aladdin Z đó, thì chúng quảng cáo đây là một sản phẩm của Success Resources, là một công ty chuyên tổ chức và đào tạo các sự kiện về quốc tế mang tầm cỡ thế giới do một tỷ phú tên là Richard Trần. Nhưng mà theo một số nguồn tin và tìm hiểu đó, thì cái ông tỷ phú này là ông có thật nha các bạn, nhưng mà ông không có bất kỳ mối liên hệ nào với cái mô hình kinh doanh của app My Aladdin Z hết. Do đó một câu hỏi đặt ra là liệu rằng có phải thổi phồng quá cái sự thật lên hay không nhỉ? Và các bạn biết không, để mà kinh doanh một cái app ứng dụng thanh toán này trên mạng xã hội và phát triển ở trên cái cộng đồng như vậy á, thì bắt buộc nó phải có một cái loại giấy phép. Và cái giấy phép này được xin tại cái Bộ Công Thương nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì Bộ Công Thương xác nhận là chưa hề cấp phép đối với cái app này. Như vậy, nó hoạt động không dựa trên giấy phép, nó hoạt động dựa đâu các bạn? Dựa vào cái tiềm thức của nó thôi. Và như các bạn hình dung đó, hồi nãy giờ chỉ nói sơ sơ về cái app này thôi, thì các bạn có thể thấy rằng đầu tư kiếm lợi thì không thấy đâu, chỉ thấy là các bạn phải nạp vào một khoản tiền và cứ thế nạp vào thôi. Chúng giống như một loài ký sinh trùng vậy các bạn. Các bạn là một cái nơi mà có rất là nhiều máu, chúng ký vào các bạn và sau đó chúng hút hết máu của các bạn, và rồi chúng no bụng rồi chúng lại đi ra ngoài xã hội tiếp tục tìm những cái người mà có điều kiện khác nữa để hút máu tiếp và làm giàu cho bản thân chúng. Vậy pháp luật có can thiệp vào chuyện này hay không? Có đó các bạn, hiện nay cơ quan chức năng người ta đang ráo riết điều tra xem những cái nhà phát triển ứng dụng này có những cái hành vi như thế nào. Và trong trường hợp nếu mà phát hiện có một cái sự lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản ở đây thì rất có khả năng thì những người kinh doanh app này hoặc thực hiện hành vi lừa đảo có thể bị chịu trách nhiệm hình sự liên quan đến tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản theo điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Và cái mức xử phạt rất là cao nha các bạn, thậm chí lên đến khoảng 20 năm tù giam. Và còn rất là nhiều cái mức xử phạt khác nữa, bây giờ người ta đang làm rõ rất là nhiều tình tiết. Và nếu như mà xác định được thứ nhất là cái app này nó hoạt động mà không có giấy phép, chắc chắn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính là cái thứ nhất. Cái thứ hai, công ty đứng đằng sau nó rất có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm rất là nhiều. Và chúng ta hãy chờ xem những người đứng đầu của những cái tổ chức này sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng trước khi đến với kết quả đó thì chúng ta hãy lưu ý rằng không có một sự thành công nào là dễ dàng. Không có ai có thể giúp bạn trở nên giàu có chỉ bằng một hai câu nói, một hai bài học. Và không có người nào có thể truyền động lực cho bạn tốt nhất bằng bạn cả. Vì vậy đừng bao giờ bỏ tiền để tham gia những khóa học làm giàu hay những khóa học để đào tạo truyền động lực như truyền nước biển. Và cũng đừng bao giờ tham gia vào những cái app mà đầu tư xin lợi nhưng không có giấy phép rõ ràng. Nhớ đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp Phúc like, subscribe và chia sẻ để giúp cho mọi người hiểu biết hơn về vấn đề này. Và đừng quên, tôi là Phúc, tôi sẽ giúp mọi người hiểu biết hơn về pháp luật.